Peggy 16. Anime là một phong cách đặc trưng điển hình đang trên đà phát triển rực rỡ tại Nhật Bản, nhưng nó cũng đã phần nào chứng minh tầm ảnh hưởng của mình tại nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh những bộ truyện tranh nổi tiếng, thì các tựa game mang chủ đề anime cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới game thủ. Có thể thấy rằng thể loại game này đang ngày càng phổ biến với những sản phẩm chất lượng, không những được đầu tư kỹ lưỡng về đồ họa mà ngay cả lối chơi cũng ngày càng hấp dẫn hơn. Điều này giúp cho những fan hâm mộ anime có thêm nhiều cơ hội thưởng thức nhân vật mình yêu thích, cũng như hóa thân vào nhân vật ấy trên hành trình phiêu lưu khám phá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Token Channel. Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu top 10 game manga anime mới hay nhất trong năm 2017-2018 nhé. Bitchman Life. Với những fan hâm mộ manga, cái tên này dường như chẳng mấy xa lạ khi mang trong mình một bối cảnh hấp dẫn đậm chất Black Clover Battleground. Ở đó nhân vật chính phải tìm một cách sống sót trên một hòn đảo vô danh, cũng như bằng mọi giá phải triệt hạ những tay chơi khác. Bạn sẽ chế tạo cho mình vô vàn vật phẩm khác nhau để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên quan trọng nhất trong số đó phải kể đến chính là bom, là thứ vũ khí duy nhất bạn có thể sử dụng để triệt hạ đối phương. Các loại bom trong game rất đa dạng, phân chia thành từng loại khác nhau, ví dụ như nổ trực tiếp hay hẹn giờ, hoặc là bắn kính lan rộng hay tập trung. Sword Art Online. Đây là tựa game thuộc series manga đình đám Sword Art Online đến từ nhà phát hành Bandai Namco. Game sẽ giữ nguyên phong cách lập team đánh boss rất quen thuộc xuất hiện trên hệ máy PlayStation, cũng như sử dụng bối cảnh cốt truyện diễn ra trong phần đầu tiên của series. Tuy nhiên game thủ sẽ không đảm nhận vai trò như một nhân vật chính, mà bạn sẽ được dẫn dắt bởi rất nhiều nhân vật quen thuộc từ phiên bản gốc, ví dụ như Kirito và Asuna hay cô nàng Yuna trong tựa phim cùng tên Meramark. The King of Fighters Wars. Đây là một tựa game di động 3D thuộc thể loại hành động nhập vai có đề tài hiện đại. Game được phát triển bởi công ty SNK Nhật Bản và Ledo Interactive. Sản phẩm này vẫn giữ nguyên những yếu tố quan trọng từ nguyên tác, đồng thời hứa hẹn mang đến một trải nghiệm vô cùng mới mẻ thông qua cơ chế gameplay để xây dựng lên một không gian rộng lớn cho phép nhân vật tự do phiêu lưu làm gì mình thích. Với cốt lõi của một game đối kháng truyền thống, nhà phát triển đã rất thành công trong việc biến cái tên này thành một tựa game nhập vai hoàn thiện mà không làm mất đi những gì tinh túy nhất của series huyền thoại này. Magic Book Catalog. Tựa game anime này sẽ đưa bạn vào những trận combat thời ăn thật với yếu tố nhập vai đậm nét. Game thể hiện các trận đánh vô cùng máu lửa về hệ thống skill và hiệu ứng bùng nổ điên cuồng. Nói sâu hơn một chút về hệ thống kỹ năng của các nhân vật trong game, thì hệ thống skill được diễn tả qua những nét vẽ đầy cuồng bạo và nghệ thuật. Nó mang đúng chất của một manga lên thẳng nền tảng di động không lẫn vào đâu được. Cảnh tượng khi nhân vật ra đòn với những thế võ đẹp mắt đã phần nào lan tỏa khí chất tuyệt vời của bộ truyện tranh vào con mắt và lòng bàn tay của game thủ. Forever Seven Capital. Đây là một tựa game hành động nhập vai mang chủ đề anime vừa mới đặt chân lên nền tảng mobile. Game thừa hưởng gần như toàn bộ tinh hoa về cốt truyện cũng như các yếu tố đặc trưng từ nguyên tác. Tham gia vào game, bạn có thể tạo ra một nhóm tối đa 3 người để phiêu lưu chiến đấu và có thể thoải mái chuyển đổi các anh hùng trong trận đấu mỗi khi cần thiết. Nhiệm vụ của bạn sẽ là điều khiển và dần hình thành cho riêng mình một đội quân hùng mạnh. Đặc biệt các nhân vật trong game đều sở hữu những kỹ năng độc đáo riêng biệt, tạo điều kiện cho bạn có thể mặc sắc lựa chọn và thử nghiệm vô số chiến thuật khác nhau. Backwood Never Webtoon. Với những fan hâm mộ truyện tranh thì tựa game này chắc chắn sẽ được liệt kê vào hàng đầu. Game mang màu sắc hơi hướng Dracula giống với bộ truyện tranh được chấp bút bởi tác giả Hàn Quốc. Song lối chơi của game lại đưa bạn vào những trận combat thần thật với yếu tố nhập vai đậm nét, tuy nhiên khác hoàn toàn với những đồng đạo nhạt nhẽo của mình. Tựa game này thể hiện các trận đánh vô cùng máu lửa cùng hệ thống skill hưởng bùng nổ điên cuồng. Mỗi trận chiến game thủ sẽ luôn có đồng đội sát cánh, trong khi chiến trường luôn là những cảnh tượng hai bên xông thẳng vào nhau xong mãi đến cùng. Tokyo Ghoul's Dark World. Tựa game này gây ấn tượng mạnh bởi nền tảng đồ họa đẹp mắt theo phong cách anime và hiệu ứng vật lý vô cùng chân thật. Trong game bạn sẽ được gặp lại các nhân vật quen thuộc từ phiên bản gốc,
và sử dụng khả năng chiến đấu đặc biệt của họ để chống lại kẻ thù trong Hiếu Hậu Tận Thế. Phiên bản mới này sẽ thừa hưởng gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất từ bản anime gốc, cùng phong cách đánh non target và kiểu rằng tập trung vào việc tạo combo. Đây được coi là một ưu điểm khiến trò chơi trở nên hấp dẫn với game thủ. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tấn công đồng thời rất nhiều mục tiêu thay vì chỉ một, thậm chí là combo kết hợp giữa mặt đất lẫn như không được rất đa dạng. Sakugan no Sana. Đây là một tựa game hành động nhập vai sở hữu đồ họa ấn tượng cùng phong cách anime vô cùng đặc trưng. Tham gia vào game, bạn sẽ nhận ra lối chơi trong game hoàn toàn đi theo phong cách hành động. Bạn có thể thoải mái chuyển nhân vật khắp nơi trong khi chiến đấu. Đặc biệt, mỗi nhân vật trong game đều sở hữu những kỹ năng sức mạnh độc đáo và đầy cá tính. Chính vì thế, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một lối chơi hành động nhập vai chiến đấu hoàn toàn khác khi đến với tựa game này. Game được xây dựng với hệ thống đội hình độc đáo cùng số lượng hero vô cùng đông đảo. Bên cạnh đó, mỗi hero đều có thể trang bị vật dụng hay vũ khí để nâng cao sức mạnh, góp phần giúp cho cả đội hình trở nên mạnh hơn. Honkai Impact phần 3. Đây là một tựa game 3D thuộc thể loại RPG có đề tài kỳ ảo được phát triển bởi công ty miHoYo. Và với tham vọng mở rộng hơn nữa cộng đồng của mình, thì mới đây phiên bản tiếng Anh của tựa game này đã chính thức đến tay người hâm mộ trên toàn thế giới. Ngoài ra, hãng cũng rất ưu ái thị trường game Việt Nam khi hỗ trợ tiếng Việt. Game đặc biệt gắn tựa khi mang phong cách thiết kế đồ họa đậm chất anime Nhật Bản, cùng với đó là một cơ chế chiến đấu hành động hiện đại, đảm bảo mang tới trải nghiệm netgen hết sức lôi cuốn chẳng thua kém game console. Người chơi có thể tự do di chuyển nhân vật trong môi trường 3D, kết hợp thêm cả hệ thống thay đổi thời gian ngày đêm cũng như thời tiết. Hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẹp mê ly cho game thủ thưởng thức. Naruto Boruto Ninja. Sau gần một năm trong ngóm thì con quái vật của làng game anime cũng đã chịu xuất hiện. Game do ông trùm Bandai Namco phát hành đã có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS. Điểm ấn tượng nhất ở tựa game này phải nói chính là hệ thống game Black Shield Up, là nơi bạn được thưởng thức giá trị của cả hai thể loại chiến thuật và nhập vai. Bước chân vào game, bạn sẽ nhập vai vào những nhân vật nổi tiếng như Sasuke, Sakura hay Naruto. Sau đó xây dựng và củng cố vững chắc căn cứ của mình trước sự tấn công của ninja khác. Với việc sở hữu nền đồ họa 3D hiện đại sắc nét đi kèm hiệu ứng kỹ năng nhân vật đẹp mắt, thì đây chắc chắn là tựa game anime hay nhất bạn phải chơi ở thời điểm hiện tại. Bạn đánh giá như thế nào về 10 tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bình luận của bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Token Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.